Cần Thơ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến 25 tháng 8, ai ở đâu ở đó. Tối ngày 15 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố đến 0 giờ ngày 25 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó để thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là người dân ở những khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Các quận, huyện chủ động nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ dịch bệnh theo các mức độ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Nếu địa phương kiểm soát được dịch bệnh thì chủ trì phối hợp Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định. Trước đó, để phòng chống dịch bệnh, thành phố Cần Thơ áp dụng chỉ thị 16 vào ngày 19 tháng 7. Về tình hình dịch bệnh ở Cần Thơ, Sở Y tế thành phố cho biết trong ngày 15 tháng 8, thành phố ghi nhận 130 ca nhiễm mới, đưa số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 3.231 trường hợp. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến 16 giờ ngày 15 tháng 8, toàn thành phố đã tiêm được 245.586 liều cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn. Trong đó có 7.697 người được tiêm đủ 2 mũi, chiếm 0,6% dân số. Tỷ lệ người tiêm một mũi là 18,5% dân số. Số người được điều trị khỏi là 1.287 người, số trường hợp tử vong là 46. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.